Hi students, I'm so happy to see you again. Welcome to English class grade 8. Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui vì được gặp lại các em trong tiết học tiếng Anh lớp 8 ngày hôm nay. Before the new lesson, let's correct your homework. Exercise 1. Choose the best answer. Number 1. Ở câu số 1, các em nhìn thấy mệnh đề While Tom was watching TV là mệnh đề trạng ngữ chia ở thì quá khứ tiếp diễn. Vì vậy, mệnh đề chính phía trước chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn Drink, drank. Đáp án B là chính xác. Number 2. Ở câu số 2 này, người ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với always. Có công thức Subject is, am, are. Always verb in. Vì vậy, đáp án A is always forgetting là đáp án chính xác. Các em cũng lưu ý cho cô, khi thêm in động từ forget, chúng ta sẽ double T. Number 3. Between 7 p.m. to 9 p.m. last night là một trong những trạng từ của thì quá khứ tiếp diễn. Có công thức subject, was, were, verb in. Như vậy, chúng ta sẽ chọn đáp án C, was reading. Number 4, we were having dinner là mệnh đề chính, chia ở thì quá khứ tiếp diễn. Vì vậy, mệnh đề when phía sau là trạng từ, chúng ta sẽ chia ở thì quá khứ đơn, verb ed or verb to, come, came, đáp án B. Number 5. At this time yesterday là một trong những trạng từ của thì quá khứ tiếp diễn. My father là chủ ngữ số ít, vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Was playing. Next, exercise 2. Transformation. Number 1. I would like you to help me move this table. Chủ ngữ you thì các em sẽ biết là thành do you mind. Sau do you mind sẽ cộng một động từ thêm in. Happy. Và các em sẽ viết hết cho cô những từ còn lại ở phía sau. Number 2. While I was writing a letter là mệnh đề trạng ngữ chia ở thì quá khứ tiếp diễn. He came là mệnh đề chính chia ở thì quá khứ đơn. Khi viết lại bằng quen thì mệnh đề chính ở câu trên ta sẽ viết lại thành mệnh đề trạng ngữ ở câu dưới. Và mệnh đề trạng ngữ ở câu trên chúng ta sẽ viết lại thành mệnh đề chính ở câu dưới. When he came, I was writing a letter. Và các em cũng lưu ý, nếu mệnh đề trạng ngữ đứng trước mệnh đề chính thì giữa hai mệnh đề phải có dấu phẩy. Number 3. You shouldn't use the office phone for personal calls. Có chủ ngữ you thì các em sẽ viết lại thành would you mind, shouldn't, should not. Có not, các em đặt đằng sau would you mind. Động từ use, bỏ e và thêm in. Các em viết hết cho cô những từ ở phía sau. Number 4. When he got home là mệnh đề trạng ngữ chia ở thì quá khứ đơn. The children were playing in the garden là mệnh đề chính chia ở thì quá khứ tiếp diễn. Khi viết lại he got home đưa lên đầu là mệnh đề chính thì chúng ta sẽ viết lại thành while the children were playing in the garden để trở thành mệnh đề trạng ngữ. Number 5. This boy keeps on forgetting his homework every day. Cậu bé này thì tiếp tục quên bài tập về nhà mỗi ngày. Chúng ta có từ keeps on, có nghĩa là tiếp tục. Như vậy, để diễn tả sự phàn nàn, chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với always. Subject, am, is, are, always, verb in. Như vậy, câu hoàn chỉnh sẽ là This boy is always forgetting his homework every day. Okay, so now, I would like you to continue Unit 12, A Vacation Abroad.
Language focus. We will review vocabulary. Past progressive. Past progressive with when and where. Present progressive tense with always. Last period, we have learned some new words and the workforms. Now, let's do exercise 1, word form. Để làm được dạng bài tập cấu tạo từ word form này, thì trước tiên các em phải nhìn vào từ ở phía trước và phía sau chỗ trống để xác định được từ loại mình cần điền là từ loại gì. Now, number 1, some are not immediately dangerous because they are not active. Các em nhìn thấy phía sau chỗ trống là động từ, thì bắt buộc phía trước chúng ta sẽ cần một thể loại là danh từ. Đồng thời, sau some chúng ta cần một danh từ. Từ volcanic là tính từ, khi chuyển sang danh từ sẽ là volcano. Và các em cũng lưu ý, some có nghĩa là một vài, một ít. Sau nó sẽ cộng một danh từ đếm được số nhiều. Từ volcano kết thúc bằng O, nên chúng ta sẽ thêm ES. Ok, now next, number 2. My room is on the top floor of the house. Tiết trước chúng ta đã được học cụm từ to be situated, có nghĩa là tọa lạc. Ở đây chúng ta đã có động từ to be là is. Thì từ situation là danh từ, khi chuyển sang tính từ sẽ là situated. Căn phòng của tôi thì nằm trên tầng cao nhất của ngôi nhà. Number 3. Stay with us until you can find your own. Sau tính từ sở hữu your own thì chúng ta sẽ cần một thể loại từ danh từ. Cái gì của bạn? Accommodate là động từ, khi chuyển sang danh từ sẽ là accommodation. Hãy ở lại với chúng tôi cho đến khi bạn có thể tìm thấy được chỗ riêng ở riêng của mình. Number 4. I was almost at her early arrival. To be was a verb almost. Như vậy, sau nó, chúng ta sẽ cộng một tính từ. Từ surprise, động từ, khi chuyển sang tính từ sẽ là surprised. Tôi gần như bất ngờ khi cô ấy đến sớm. Number 5. If the service was so bad, why didn't you to the manager? Các em nhìn thấy, why didn't you là câu hỏi của thì quá khứ đơn. Có trợ động từ didn't thì động từ phía sau sẽ giữ nguyên. Từ complaint là danh từ, khi chuyển sang động từ sẽ là complain. Now, let's review past progressive that you have learned this period. A form. Subject plus words, word plus verb in. Subjects, I, he, she, it, singular noun, plus words. Subject, we, you, they, plural noun, plus word. Be used, dùng để diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. See adverbs, một số trạng từ đi kèm trong câu. At that time, at last night, days ago, between and yesterday, from to last Sunday, and so on. Now, let's do exercise 1. Look at the picture. Say what each person were doing at 8 o'clock last night. There are 6 people in each picture. Ba, Ho, Bảo, Nga, Na, and Lan. Ba takes a shower.
Her is dinner. Bảo, read a comic. Nga, write a letter. Na, works with her dog. Lan, talks with her grandmother. So now, you have to use past progressive to say what is person was doing at 8 o'clock. For example, picture A. Ba was taking a shower at 8 o'clock last night. So, you have 1 minute to do the last. Okay, time's over. Now, let's check. B. How was eating dinner at 8 o'clock last night? C. Bảo was reading a comic at 8 o'clock last night. D. Nga was writing a letter at 8 o'clock last night. E. Nga was walking with her dog at 8 o'clock last night. And the last, Lan was talking with her grandmother at 8 o'clock last night. Now, let's review past progressive with when and while. A. From. Main clause, mệnh đề chính. Conjunction, liên từ. Adverb clause, mệnh đề trạng ngữ. 1. Past progressive, when, past simple. 2. Past simple, while, past progressive. 3. Past progressive, while, past progressive. B. Use. Dùng diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì một hành động khác xen vào, thường dùng với hai liên từ when and while. Tiếp theo, dùng diễn tả hai hành động song song cùng diễn ra một lúc tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ, thường dùng với liên từ while. Now, exercise 2. Look at the pictures. There are 6 pictures. Picture A. C. A mailman. B. A phone. C. Siri a race and the crowd. D. A man arrives home. E. A school drum. F. A plane. So now, you will match column A to column B. Use past progressive with when and while. 1 minute for you to do it. Okay, time's up. Now, let's check. A. The Lee family were sleeping. C. When the mailman came. B. While her was eating. F. The phone rang. C. When Nam won the race. E. The crowd was cheering. D. Missy Thor was cooking. B. When Tung arrived home. E. When Lang arrived at school. D. The school drum was sounding. And the last, F. It was raining. A. When the plane got to Hanoi. So, at home, you write the full sentence in your exercise book. And the last, present progressive tense with always. A. From. Subject, plus. Am, is, are, plus. Always, plus. Verb in. B. Use. Thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ always được dùng để diễn tả sự phàn nàn hoặc biểu lộ sự bực mình hay tức giận.
Okay, here comes the last exercise. Exercise 3. Look at the pictures. There are 6 pictures, and in each picture has the keywords. You have to use the present progressive tense with always to write the full sentence. Say what the people are always doing. For example, picture A. Bảo, forget, homework. So you can write, Bảo is always forgetting his homework. Động từ forget, khi thêm in, chúng ta sẽ double T. So, 1 minute for you to do the last. Okay, time's up. Now, let's check. B. Miss Singer is always losing her umbrella. Động từ lose, khi thêm in, Ken sẽ bỏ E và thêm in cho cô. C. Mr. and Mrs. Tan are always missing the bus. D. Nam is always watching TV. E. Nam is always talking on the phone. And the last, Lim is always going out. So, in this lesson, we have reviewed new words. Past progressive with when and while, present progressive tense with always, homework, exercise 1, choose the best answer. You will choose A, B, C, or D. Các em nhìn vào 5 câu hỏi bên dưới. Câu số 1, số 2 và số 3 liên quan đến từ vựng mà chúng ta đã được học ở tiết trước. Câu số 4 là thì quá khứ tiếp diễn với when and while. Câu số 5 là thì hiện tại tiếp diễn với always. Exercise 2. Rearranging. Ở bài tập này, các từ sẽ được sắp xếp lộn xộn và nhiệm vụ của các em sẽ sắp xếp làm sao để tạo thành một câu hoàn chỉnh, đúng ngữ pháp và đầy đủ ý nghĩa. Cô gợi ý nha. Câu số 1 là điểm ngữ pháp câu bị động. Câu số 2, quá khứ tiếp diễn với when and while. Câu số 3, hiện tại phân từ verb in. Câu số 4, do or would you mind? Câu số 5, hiện tại tiếp diễn với always. Cô hy vọng là các em sẽ làm bài tập thật là tốt và chính xác trong tiết học này nhé. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô có một số việc cần lưu ý đối với các em. Thứ nhất, các em chép bài vào vở học. Thứ hai, học bài và làm bài tập theo yêu cầu ở cuối mỗi bài học. Và cuối cùng, các em sẽ phải nộp bài cho giáo viên bộ môn hạn chót là 17 giờ chiều thứ 6 ngày 24 tháng 4 qua các địa chỉ email ở trên. Thank you for listening to my presentation. Goodbye!